Xin chào mọi người, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mục đích là giúp tất cả mọi người có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Không phải nhìn qua hình ảnh nữa mà các bạn có thể xem video trực tiếp về những cái mẫu sản phẩm mà các bạn có thể đang quan tâm để hiểu rõ nhất về sản phẩm. Mình có một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở tại đây thì mình đã làm hàng nghìn cái video về chi tiết những sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng để các bạn có thể xem và tham khảo hiểu về bản chất của cái sản phẩm. Ở ngày hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu đến tất cả mọi người một chiếc bình thu hút tài lộc, thuận buồm xuôi gió, ở vẽ vàng rất là sang trọng và đẳng cấp. Đây là cái mẫu sản phẩm bình hút tài lộc với họa tiết được đắp nổi kênh bong và điêu khắc nổi 3D trên sản phẩm. Cái dòng này thì là khác với dòng vẽ. Cái dòng này là họa tiết được làm nổi, chạm trổ điêu khắc nổi và đắp nổi kênh bong. Mình sẽ xoay một vòng để cho các bạn nhìn cái sản phẩm này trước. Mặt trước của sản phẩm thì có hình ảnh một con thuyền với cái cánh buồm được điêu khắc nổi lên trên bề mặt của sản phẩm khoảng tầm 1,5 cm, rất là cao và hoàn toàn được làm thủ công bằng tay bởi người nghệ nhân của Bát Tràng. Cả thân thuyền và cả con sóng ở dưới cũng được làm nổi. Trên vai của mình thì có một bông hoa mẫu đơn được đắp nổi kênh bong, các bạn có thể lùa tay vào cầm từng cái cánh hoa tinh xảo đến như vậy. Cánh hoa rất là mềm, cả từng chiếc lá của hoa cũng được đắp nổi kênh bong, và cái nụ hoa cho đến cái phần bông hoa đang nở cũng được làm đắp nổi kênh bong rất là tinh xảo. Phụ điểm thêm đó là vẽ những cái bông hoa và những cái lá cũng được vẽ. Lát nữa thì mình sẽ quay sát chi tiết vào để chúng ta có nhìn rõ nhất. Cái màu men của cái sản phẩm này là màu xanh coban. Cái dòng này thì nó khác với cái dòng vẽ họa tiết nha các bạn nhé. Vẽ họa tiết của cái dòng sứ trắng, cái đặc thù của cái sản phẩm với cái họa tiết đắp nổi này thì họ sẽ không làm từ cái nguyên liệu là đất trắng, mà họ sẽ làm từ cái nguyên liệu là đất khác. Cái xương đất nó sẽ giúp cho cái họa tiết này nó sẽ cứng. Đấy các bạn nhé. Và đối với cái dòng đất này thì cái họa tiết mà khi mà chúng ta làm điêu khắc thì nó mới chân thật và nó mới sắc nét được. Mà cái đất trắng nó sẽ không làm được chi tiết và tinh xảo như thế này. Riêng đối với cái dòng đắp nổi nhé, mỗi một loại sản phẩm, một dòng sản phẩm họ sẽ phải sử dụng một cái loại đất sao cho nó phù hợp, chứ không phải là cứ cái đất trắng là sẽ là đẹp. Đấy, thế nên là mọi người lưu ý nhé, đất trắng sẽ phù hợp với các loại họa tiết vẽ, còn với cái dòng đất nâu như thế này thì sẽ thích hợp với là đắp nổi. Thế mỗi một loại đất nó sẽ có một cái đặc thù, cái đặc tính riêng để tạo nên một cái sản phẩm phù hợp. Đây là màu xanh men coban. Chiều cao của sản phẩm cao 30, đường kính bụng sẽ rơi vào tầm 26 cm đường kính bụng nhé. Cái giá của sản phẩm này là 7.500.000 đồng, 7.500.000. Thì trên thị trường, ví dụ như các bạn chỉ cần lên trên mạng, các bạn search chữ bình hút tài lộc thì nó sẽ ra rất nhiều các loại, các dòng sản phẩm khác nhau. Bát Tràng là một cái làng, nói chung là nó là một cái làng sản xuất. Ở trong làng thì có rất nhiều đơn vị sản xuất khác nhau, họ sẽ hướng tới cái phân khúc hàng khác nhau. Ví dụ như cái sản phẩm này là phân khúc hàng thuộc dòng cao cấp, thì các bạn nhìn thấy từng cái họa tiết này, từng cái cánh hoa này, thì các đơn vị khác họ cũng sản xuất được thôi, nhưng mà thứ nhất là họa tiết có thể họ sẽ không tinh xảo được bằng, hoặc là cái cánh hoa thì họ đắp nó cũng sẽ không chân thật được bằng những cái sản phẩm dòng cao cấp hơn. Bởi vì thứ nhất, để tạo ra những cái sản phẩm họa tiết chân thật thì đòi hỏi người thợ sẽ phải có kinh nghiệm từ 20 năm trở lên thì mới làm được những cái họa tiết nó chân thật. Các bạn chắc cũng đã hiểu, mình nói như vậy thì chắc hẳn là rất nhiều người sẽ hiểu được. Một người thợ mà vào chỉ làm 1-2 năm thì cũng có thể làm được, vài tháng thì cũng có thể làm được, nhưng mà cái họa tiết để cho ra cái sản phẩm nó sẽ khác nhau ý nhé, các bạn lưu ý nhé. Vì vậy nó sẽ có cái dòng cao cấp, tầm trung và tầm thấp. Giá nó sẽ rất là nhiều cái mức giá dao động khác nhau. Ví dụ các bạn mà thích đúng cái mẫu sản phẩm này thì các bạn ở trên cái video này thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại mình đang gắn ở bên trên video. Khi các bạn kiểm tra, chúng tôi ship toàn quốc, khi mà đến hàng đến thì các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đây, nhìn cái bông hoa, các bạn nhìn bông hoa đắp như này cơ mà. Đắp thứ nhất là vừa to, rộng, cánh hoa mềm. Đấy, cái bông hoa đắp này không phải ai cũng có thể đắp được cái bông hoa này đâu nhé, các bạn lưu ý nhé. Con thuyền, đây các bạn nhìn con thuyền này, làm nổi này, chân thật, từng con sóng ở dưới nữa. Nhìn nhé, các bạn nhìn kỹ đi.
Nếu như mà ai mà đã chơi cái dòng này rồi thì các bạn sẽ hiểu được và sẽ biết được cái tầm hàng cao cấp nó sẽ như thế nào. Ai mới chơi thì các bạn cũng rất khó để hiểu, bởi vì là các bạn nhìn ở trên mạng hay là xem ở đâu cũng là một chiếc bình hút tài lộc, cũng thuận buồm, cũng bông hoa như thế này. Nhưng các bạn lưu ý từng cái chi tiết nhỏ, đối với hàng cao cấp thì từng cái chi tiết nhỏ phải đều được làm rất là tỉ mỉ. Giờ thì mình sẽ quay sát và chi tiết vào và mình sẽ chỉ cho các bạn biết thế nào là hàng cao cấp nó sẽ như thế nào nhé. Đây, hiện tại mình đang quay sát vào thì cái hàng cao cấp nhé, các bạn nhìn nhé, cái cánh buồm này làm nó rất là căng gió này, làm nổi rất là căng gió, được vẽ đậm vàng rất là nhiều. Đây là những cái họa tiết mình gọi là họa tiết phụ điểm thôi. Những cái dây của buồm này cũng được làm nổi nhé, cũng được làm nổi, và cái mũi thuyền này cũng được làm nổi này. Đấy, rồi tiếp tục đến cái phần thân của thuyền, từng cái chi tiết này, đây những cái này hay những cái móc nhỏ neo này cũng đều được chạm trổ điêu khắc nổi. Bản thân của cái thân thuyền nó đã là nổi rồi, nó thân thuyền nó đã nổi gồ lên bên trên, các bạn có thể cầm tay được vào như này rồi. Các họa tiết ở trên cũng được điêu khắc nhé, toàn bộ đây là điêu khắc tỉ mỉ hết. Đây các bạn nhìn nhé, cái cánh thuyền này rất là to này, dày, các bạn nhìn độ dày của cánh thuyền chưa, rất là to và dày, được vẽ kín vàng kim rất là nhiều. Xuống đây là những cái con sóng thì được làm nổi, và những cái vân sóng này được làm rất là mềm. Vân sóng đang đỡ cả con thuyền ở bên dưới. Ở xa xa là những cái cánh cò này. Đây là cái bông hoa. Bông hoa thì cũng được làm điêu khắc nổi. Cánh hoa được vẽ phủ kín vàng rồi. Đây là một cái phiến đá này. Một cái phiến đá tượng trưng cho cái bông, cái cây hoa nó mọc từ cái phiến đá này ra. Rồi đến cái chất men. Hàng cao cấp thì cái men của nó rất là sâu. Các bạn có thể nhìn thấy cái độ bóng của nó. Nhìn thấy cả người mình ở bên trong. Đấy, các bạn nhìn thấy nhé. Độ bóng của cái men nhé. Chất móng của men, các bạn nhìn thấy cái men cao cấp. Hàng cao cấp thì tất cả từ họa tiết cho đến chất men đều được làm rất là chi tiết và tỉ mỉ. Sang đến phần bông hoa. Rồi sang đến bên trên nhé, thì đây là cái phần tán tùng. Từng cái lá này được kẻ răm này, được kẻ để tạo thành được cái vân lá nhé. Từng cái lá được kẻ rất là chi tiết. Rồi sang đến cái bông hoa, thì đây là cái bông hoa. Các bạn nhìn cả một cái bông hoa này được phủ kín vàng kim, vàng bóng lên. Đây là một cái nhành hoa ở bên dưới. Đây, nhành hoa ở bên dưới này cũng được làm nổi. Từng cái chiếc lá này cũng được đắp vào, chúng ta phải lùa tay cầm vào những chiếc lá này. Làm rất, nó rất là chân thật. Cái hàng cao cấp nó, cái độ chân thật của nó rất là cao. Rồi cả một cái bông hoa to như thế này, các bạn nhìn thấy từng cái cánh hoa rất là mềm, chúng ta có thể lùa tay vào cầm được. Đấy, lùa tay vào được. Đây là cái cách phân biệt cái hàng cao cấp. Các bạn nhìn ở bên ngoài nó sẽ khác ngay, từ cái chất men cho đến cái họa tiết. Đây, các bạn nhìn nhé, những cái nụ hoa này, cánh hoa, lá này, được cả vẽ thêm cả lá để tạo cái độ mềm này. Đây là những cái lá vẽ này, đây là cái lá đắp nổi này. Đấy, lá nổi này, đây là lá vẽ này, đấy, sự khác nhau đấy. Bông hoa này cũng là vẽ này, vẽ bằng vàng đấy. Nói chung là rất là tinh xảo, rất là đẹp, đẳng cấp. Nếu như quan tâm thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình đang gắn ở bên trên video. Tất cả sản phẩm chúng tôi đều ship toàn quốc, nhận hàng các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào. Như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến tất cả mọi người một chiếc bình hút tài lộc thuận buồm xuôi gió màu xanh coban cao 30. Chúng tôi có đầy đủ các màu, các size, các kích thước. Nếu như mà đang quan tâm hoặc đang tìm hiểu về những cái sản phẩm bình phong thủy thì các bạn vui lòng liên hệ đến số điện thoại đang được gắn ở bên trên video. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn để có thể lựa chọn được một cái sản phẩm ưng ý, có thể là dùng cho các bạn hoặc cũng có thể là mang đi tặng, đi biếu sếp. Nếu như các bạn xem xong video này thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ rộng rãi để